Alo. Mày quen biết chứ à? Đây, tao đây. Mày đang ở đâu ấy? Tao đang ở khách sạn, sao đây? Mở khách sạn làm gì? Mở nhà tao làm gì? Tao ở khách sạn của tao. Mà sao? À, tao hỏi mày rảnh không? Định nhờ mày làm số việc á mà. À, qua bệnh viện đi. Ok. Ừ. Mày G63 đây hả? Đúng rồi, lên xe tao đi. Có vấn đề gì nhỉ? Tao có chuyện muốn nhờ mày đấy. Mày xuống đây đi. Ba tuổi nói với tao là mày với ba tuổi tao là có mối quan hệ làm ăn với nhau nên là tao tin tưởng mày. Bây giờ tao nói nhanh cho mày dễ hiểu. Bây giờ tao cần mày. Cần mày đi với lại anh Bông khử anh Hớp. Mày dám làm không? Tao làm việc với bố mày chứ tao không làm việc với mày. Hiểu Tại sao? Tại sao? không? Tại vì tao đâu có nợ nần gì mày nhiều đâu, với lại tao không muốn làm thế, tao đang làm việc với anh Hốt mà, sao tự nhiên là mày cứ bắt tao là ra. Không 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 có nghĩa là không phải khử anh, có nghĩa là như thế này. Mày biết con Bông bé bỏng không? Chở khách đi cho anh kìa, anh không ơi. Biết. Đấy, nó chuẩn bị được vào gia tộc của tao. Nhưng mà tao với nó là ngày xưa là có xích mích với nhau, nó bắt cóc tao với thằng em của tao Hồng Trang Ti này nên là tao không tin tưởng nó. Ừ. Nên là bây giờ mày giả bộ là đi chung với con Bông để mà khử anh Hớp, thử xem con Bông nó có dám làm hay là không. Có nghĩa là mày sẽ theo cái phe nó, giống như là mày bảo mày cũng không thích anh Hớp cái thứ đó, tại vì anh Hớp là giết thằng anh của mày. Mày hiểu với tao không? Thế mày nói Mày hiểu trước với cho anh tao Hốt không? chưa? Tao đã nói với anh Hớp rồi, mày yên tâm. Đó, để tao hỏi lại nhé. Mày hỏi đi. Nghe cậu à. Anh Hốt đang có một cái nhiệm vụ riêng cho thằng khoa học đúng không? À đúng rồi. Về bông đúng không? Đúng rồi. Rồi tôi hiểu rồi. Nói vậy thôi nhé. Rồi, đi. Bây giờ ok đúng không? Ừ. Bây giờ nhá, kế hoạch của tao là như này, tao cần mày với thằng Ti là ra ngoài, anh em mình nói theo cái hướng là anh em mình cũng đéo thích anh Hớp cùng với lại con Bông. Bây giờ anh em mình sẽ đi thực hiện, đi là khử anh Hớp luôn, thử xem nó có dám làm hay là không. Nó mà dám làm là tao hiểu luôn. Hiểu chưa? Ok. Đi đi đi. Mà nhớ là tao giúp mày thôi nhé, Mày giúp. chứ không phải Mày là giúp tao làm việc cho tao. mày đâu. Mày giúp tao, sau này tao giúp lại mày. Ok chưa? Có qua Ok. có lại, quan hệ của mình là win-win. Yep. Giờ mình tới đâu? Đi đâu đây? Ai tao gọi Bông này. Mà anh phải biết, anh phải cho mà ông hiểu như cái lợi gì từ việc hứa anh hứa thì bảo mới làm chứ. Ông à, em đang ở đâu đấy? Em Ở có xưởng xe anh giật không? á. Em lên chỗ Do mạng hay sao? 574 gặp bọn anh nói chuyện một chút xíu, chuyện quan trọng lắm. Nhớ là đi một mình nhá. Ok. Alo, em nói vậy alo. Nghe 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 Ti ơi, bây giờ có chứ, chắc chắn là ví dụ mà anh Hốt mà khử rồi tao sẽ lên cái chức của anh Hốt thì Bông sẽ lên cái vị trí của tao, quá là Là ok. anh phải cho má ơi, nói chung là anh phải đẩy quyền lợi của má ao lên cho má ham, hiểu chưa? Thế mày thấy tao đưa quyền lợi gì cho Bông là ok nhất? Này, mà em nét mã là mã thích thích tiền thích xe này, và đặc biệt là thích anh. Hợp lý rồi, anh hiểu rồi. Đây, tao đưa mày cái này, trong thành phố tao đố mày kiếm được trai thứ hai, nhưng mà tao Dữ tao với vậy mày là anh em tốt, mày uống vào đi mày sẽ đỡ. ta. Ok bạn nhá. Tôi để dành tí nữa tôi uống nhá.
Ủa em đây. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em ấy. Vâng. Bọn anh đang cảm giác là không hài lòng về thằng Hốt. Tại sao vậy? Chuyện của anh. Tại vì anh đối xử với anh như lồ. Thứ nhất. Thứ hai là đối xử với mấy thằng anh của anh cũng như lồ. Ủa em thấy hôm qua vẫn là tốt đẹp lắm à? Tốt đẹp cái gì em? Bây giờ em phải biết nó lừa nhiều người lắm. Bây giờ như thế này, Phong à, anh muốn là bốn tụi mình đi thử một hớp đi. Xong rồi anh lên cái vị trí của nó, em lên cái vị trí của anh. Lúc đó tiền có, biết em. Xe có. Nếu sao mà em đi muốn ở cái hớp á, nơi ẻ lắm. Em đang bị bên khách hàng bao ti. Mà ảnh gì lợi ích của nhà đọc anh không dẹt nhớ che cho em. Ổng đòi đọc em cho khách hàng đó. Cái thôi mà thằng anh của anh làm việc với nó, anh làm việc bẩn với lại gọi là hợp tác với nó, xong thằng anh chết luôn đấy. Em có biết thằng Quang Điếc ở sở cảnh sát ngày xưa không? Đấy. Em biết. Nó chết là do thằng Hốt giết đó em. Nhưng mà chắc là phải có một lý do đấy. Bây giờ ví dụ, nếu đối như... không, bây giờ ví dụ đối với mọi người thì anh Hốt anh như thế. Nhưng với em thì là anh Hốt đang là ân nhân của em. Hiện tại, thời điểm đến hiện tại bây giờ là như vậy. Nếu như không có anh Hốt thì em sẽ không được gặp mọi người. Ai cũng nói thế thôi. Ai cũng nói thế. Nhà đọc này là cũng là anh Hốt nghe nhượng lên đó. Nhưng mà bây giờ như thế không? Anh Hốt cũng là ân nhân của anh nè Bông à. Cũng cu mang anh nè. Từ một thằng đéo có gì cả. Xong đến bây giờ anh có những cái gì. Nhưng mà cái đấy chỉ là bề nổi thôi. Có nghĩa là người ta anh Hớp ấy kiểu là cho người ta bề ngoài, mấy bề ngoài sẽ thấy là à sống hết mì về anh em ha, lo lắng các thứ đồ ha, không có đâu em, không có mục đích hết. Đó là ban đầu. Tại vì sao? Tại vì sao giúp đỡ anh? Em biết tại vì sao giúp đỡ anh không? Bông? Không không. Tại vì anh là cháu của ông nội, anh là con của được... ba tuấn. Giúp anh thì sẽ được sau này sẽ được cái lợi ích rất là nhiều đúng không? Rồi, còn anh thì giúp đúng anh, giúp thằng anh của anh thì sẽ được gọi là tuồn đồ bên cảnh sát, các thứ. Đấy. Nhưng mà bây giờ em cũng có một cái khó. Tại vì em sống trước sau gì, em sống là một cái đứa gọi là phải có trước có sau. Em không phải là ăn cháo đã bát hoặc là người đang ân nhân mình. Bây giờ em nỡ nào em xuống tay được. Bây giờ ví dụ như anh bảo em giết Lão Bạch, ok em giết liền. Anh bảo ai giết ai, anh bảo ai ghét hay cần như nào giết trong thành phố này em giết liền ngay lập tức. Nhưng với anh Hốt thì em phải có một cái gì đấy hơi lăn tăn. Để anh nói cho em nghe, anh là người thân, cũng là một thằng em xương máu với anh Hốt mà anh còn như vậy thì em nghĩ đi, em là cái gì? Ngày xưa anh cũng giống như em vậy đó, anh cũng được cu mang. Anh lại nói với em là anh cũng được cu mang vào tiệm sửa xe anh làm cho anh tiền xài đó, cho anh các thứ. Nhưng mà đến khi mà vỡ ra hết mọi chuyện ấy, anh chỉ là gọi là cái giá trùng lệ dị của người ta thôi. Nhưng mà anh đã xác minh chưa? Anh đã ngồi lại với anh Hốt chưa? Hay là mình chỉ nghe mỗi người một người khác? Từ từ để anh... Có nghĩa là như thế này. Thật ra là cái câu chuyện nó sẽ không có nổ ra, bùng nổ như ngày hôm nay đến tay em. Nhưng mà hồi trưa này em cũng biết là cái vụ khách sạn là đang bao ti thằng Giang Ti với thằng Hải đúng chưa? Thằng Giang Ti với thằng Hải là cái gì trong gia tộc của ổng mà ổng dẫn tụi nó qua bển nộp cho ông Tôm là như thế nào? Là như thế nào? Thực ra cái vấn đề của Hải với ông kia thì em cũng gọi là chưa biết lắm đâu. Tại vì là em chỉ mới nghe thoáng người ta nói thế thôi, chứ còn thực ra em chưa chứng kiến. Nhưng hiện tại đến thời điểm bây giờ thì anh Hốt đối với em gọi là chưa có một cái gì sai lầm cả.
chưa có một cái động lực gì để em có thể tiến đến được. Bây giờ em hại anh Húc cả. Cái thứ hai là để nói về em không thể là không làm theo ý anh được, tại vì anh cũng phải một cái lý do gì đấy. Nhưng mà đối với anh thì em luôn luôn trung thành, tại vì nếu như em không trung thành với anh thì từ cái vụ sát nhân hay từ bất kể các vụ nào, chưa bao giờ mà em không đỡ cho anh những cái đòn này là chí mạng cả. Anh thấy cái điều đấy không? Thì những cái gì anh nói với em đó là sự thật. Năm mẹ em tin hay không cũng được, sau hôm nay em làm hay không cũng được, nhưng mà anh chỉ mong em sau này ở trong gia tộc đấy cẩn thận bản thân, dù gì em cũng là con gái. Vâng. Anh chỉ muốn nói vậy thôi. Còn bây giờ nếu mà em đã nói như thế rồi thì thôi, câu chuyện nói thế về em rồi. Hồi nãy em bảo là em quý anh Hớp, em cũng quý anh như vậy đúng không? Anh Hớp là ân nhân của em, còn anh là cái gì của em? Khác. Anh cái này anh tự biết có gì nữa. Thế tại sao em lại tin anh Hớp mà không tin anh? Em cũng tin anh. Cũng tin anh. Em tin anh, nhưng mà anh Hớp đang là ân nhân và người cứu mang em từ trước đến giờ, vậy anh Hớp chưa làm một cái điều gì tồi tệ với em cả. Thế bây giờ giữa anh và anh Hớp em chọn đi. Anh để nói thế bây giờ. Em chọn đi. Anh phải để em nói. Cái thứ nhất, em với anh chỉ là người yêu thôi. Vì lợi ích gia tộc, anh có khẳng định chắc chắn là anh không bàn đứng em không? Bây giờ cuộc đời không ai biết trước đời sau cả, không ai nắm trước được tương lai cả. Thôi bây giờ nói nhiều nó mất hay. Ê, cứ chốt ở đây là em không làm. Em không tin bọn anh. Thế thôi. Không phải là em không tin bọn anh. Em tin bọn anh. Nhưng mà bây giờ để mà em chọn giữa hai người rất là khó, tại vì hai người đều trong gia tộc cả, hai người đều là thế người em thương yêu nhất. Thế em không thể làm xuống tay được. Ví dụ như bây giờ anh bảo em làm với người khác, Lão Bạch, em sẽ làm liền. Thị trưởng, ok, em sẽ làm liền. Với bất kể mọi người trong thành phố này, em sẽ làm, trừ hai người anh và anh Hốt với mèo. Em không cần thế. Thôi, đến đây thôi. Em không cần vậy đó. Nhưng mà anh trước khi anh đi thì anh bảo là Mình chia tay đi hả? Chia tay nhau nhé. Ok anh, nếu như anh đã quyết thì em đơn giản mà. Còn cái việc chia tay này của anh thì chắc chắn là phải là em đá anh chứ không phải là anh đá em. Tại vì sao? Tại vì ở gia tộc của anh, tất cả mọi người trong cái khách sạn của anh đều bảo là anh đã chơi hò pè hò lon nha. Anh có chơi BD nha. Nên là em cũng đã có ý định em nói chuyện với anh rồi. Em hơi ẩu rồi đó. Bây giờ anh có thể lôi ông thằng béo. Em có đi bán đồ, hôm đấy okay. Em có đi bán thịt với xỉu. Và bên chỗ khách sạn anh đã khẳng định là anh là okay. BD, em chỉ là một cái bình phong. Em chưa muốn nói với anh. Nhưng mà hôm nay là em đá anh chứ không phải là anh đá em, ok? Không ai đá ai cả. Trong tình yêu không gọi bảo là không ai đá ai cả. Mình không hợp okay. nhau nữa. Mình không chúng đi mình với chia nhau tay nữa. Trong hòa bình. Đúng, chúng mình chia tay. Mà thôi, hôm nay những cái chuyện gì khuất mắt hồi đó giờ là đấy, nó sáng tỏ hôm nay hết rồi. Còn từ đây về sau, em là em, anh là anh. Mình chung một gia tộc kết nối với nhau, nhưng mà mình không có liên quan gì với nhau cả. Ok, em công nhận điều đấy. Ok, chào em. Chúng mình ok, chào anh. Em cũng chào mọi người. Alo, Nico có đang rảnh không đấy? Anh đang ở bệnh viện không? Có anh. Chở anh với nha. Anh có rảnh chở anh từ bệnh viện tới gara. Gara nào anh? Chỗ sửa xe. À, mình đó. Đây, em bên đây nè. Em bên đối diện nè. Ok. Ok em chơi. Nãy giờ làm cái gì vậy? Đi dạo coi cảnh sát hay làm gì anh. Tại đang cầm cái máy ảnh trong người. Cầm cái máy ảnh anh đó. Anh Hấp nhờ em đi chụp lại kiểu ông Thanh Mát ngày thường ông làm gì sao chụp lại hết. À. Đứng ngóng thôi. Thấy Thanh Mát đâu có gọi là đâu có làm việc đâu. Em không biết nhưng mà chắc up duty á, tại vì em có thấy ổng nhưng mà lúc kiểm tra dịch vụ thì không thấy. Ok. Tại em check cái đó liên tục mà. Lý đó. Ê, có gì anh cũng đang tìm hiểu về Thanh Mát, có gì có tấm ảnh nào thì có gửi anh nha.
trên. Thì khó thì mình không biết tung tích của ông đó trừ khi nào mà ông đang đi trực á. Alo. Ở đâu rồi? Đang ở xưởng này. Đang tới rồi, để ok. Chỗ gì má? Phê. Sao cậu? Thì như tôi nói rồi, cái chuyện mà đi tìm cái bản vẽ chìa khóa thì tôi không tìm ra bản vẽ chìa khóa. Nhưng tôi nghĩ là tôi tìm ra một vật phẩm khác có thể làm có thể gọi là làm cho anh cảm thấy thích thú hơn. Thì thường những món đồ này tôi nghĩ là những gia tộc ai cũng đang tìm kiếm hết. Đây, tôi sẽ cho anh coi nhé. Này là coi như là tôi bán lại cho anh nhé. Anh có cần, đang cần cái này đúng không? Cái này có ổn hơn không? Cái này thì nói chung là cũng cần đấy. Cần đấy nhưng mà vẫn không bằng... Không bằng cái kia hả? Ừ, vẫn không bằng cái kia được. Tại vì nếu như với cái này đó, giá thị trường ở ngoài ấy, thì cũng chỉ có vài trăm thôi. Cao lắm chừng trăm mấy ngàn thôi. Thì có mình có thể đi mua được từ người khác. Nhưng mà cái kia thì nó lại khó kiếm hơn. À, cái kia to hơn. Cái kia mình cần biết để làm được cái gì. Để mà mình cần rất nhiều cái đó để mình có thể thực hiện. À rồi. À. Thế thì tôi cứ tưởng là cái kia nó lại giá nhỏ hơn cái này. Đúng rồi, tạm thời thì cái này vẫn là mình cũng phải đang đi tìm cái này. Thế anh nghĩ như thế nào? Ok, trước mắt là cứ tạm thời là tạm thời là anh cứ tạm giữ cái đó đi, tại vì cái đó thì bên mình cũng đang có một trong những cái linh kiện như thế rồi. Ừ. Một trong những cái khác, không phải là cái này, nhưng mà cũng đang rất là cần đấy. Thì có cái chuyện mà xem xét vào gia tộc ấy, thì tôi sẽ bàn lại với lại những cái anh em đầu sỏ khác. Ừ. Ok chưa? Ok. Ok. Mà anh cứ cầm rồi. Cái này đi, tại tôi thì tôi không cần mấy thứ này làm gì. Hả? Coi như là một cái tôi bán lại cho anh đi, nếu anh cần mua thôi. Ok. Cái chuyện chi phí vậy, cái này thì mình sẽ tính sau nhé. Ok. Anh cứ gửi theo ý của anh đi. Nha. Rồi. Ok. Còn cái về cái việc mà cái mà bản vẽ chìa khóa ấy, thì tôi cũng đang rất là cần đấy. Nếu mà có nó nữa thì càng tốt, để tôi nghiên cứu thôi là nó như thế nào nè. Thì mình cần nghiên cứu về nó chứ không. Thế thì tôi cũng đang có thời gian thì tôi vẫn sẽ đi tìm tiếp thôi. Cố gắng đi tìm tiếp, okay, thôi. Được thì tôi vẫn sẽ tìm đem về cho anh thôi. Ok. Coi như là một cái nhiệm vụ tôi đang muốn làm. À mà không biết là hồi nãy tôi có hoa mắt không. Nhưng mà hồi nãy anh đi ngang qua anh cũng có thấy rồi đúng không? Không, tôi đâu thấy gì đó. Ok. Tôi chạy xe nhanh lắm, tôi lướt qua thôi. Ok, coi thấy như... cái gì đó. Ok. Coi như là không thấy gì hết nha. Sao vậy em ơi? Sao sao chút em bé? Để xuống xe, trời trong kia báo như thợ. Chạy ra đây chứ sao chứ còn được. Sao qua đây 3 năm rồi đấy. I need to find a cop. He has been away from the city for some time. Don't know why or for what reason, but now that he's coming back, I have to do my work. Khách sạn ở trên 591. Ngày mai có vụ khác. Rồi, đứng lên tìm xong đi, anh lên liền. Yeah. Ok. Chạm gì ông đến về anh. Có va chạm. Va chạm gì? Mày đi với tao không? Đi. Rồi để tao xem đủ người chưa nhá. Kiếm đi.
hôm về đi lấy đồ nè, hôm nay mới có cái đồ này mới xịn lắm. Rồi, thôi đủ rồi nè. Đây, nhưng mà mày dám làm không đây? Làm cái gì? Làm cái gì tao cũng dám hết. Mày à, mày hôm qua vừa bảo xong, bây giờ hỏi hôm nay làm cái gì? Qua mày có nói chuyện tao đéo đâu mà bảo xong. À, thôi bây giờ đi đi, tao nói với mày sao? Đi đi. Ừ. Đây, từ từ để tao gỡ đón anh xe bẻn nữa. Mày xem trong danh sách trong thành phố có ông Lão Bạch đang trong thành phố không? Chú Bạch hả? Chú Bạch? Con cần mua hai cây hàng. Cà Lê, để giá hạt rẻ cho con đi. Con mua... Có Cà Lê luôn. À không, mày xà bên rồi. Rồi giờ sao? Tôi cần mua rồi sao? Mắc ma không à. Ông đang đâu vậy? Ông đang đâu vậy? À, có phi vụ là làm không? Ê, à, dừng đây, tao đi vô nhét đồ cái. Một phút thôi nha, một phút thôi. Anh xe vẽ đâu rồi? Để biết đâu, gọi đi. Ê, từ từ đó, nếu có xe vẽn, nếu có số xe vẽn. Gọi đi. À, cũng đeo có số xe vẽn. Xe vẽn kìa. Cũng có được rồi. Đây, đến đây nè. Em theo vũ khí đi, đem theo vũ khí đi. Vũ khí nữa hả? Đem vũ khí đi. Ê, bây giờ tao điệp mà đéo có dây rút, từ từ. Mày mua cái gì vậy? Tao mua dây rút. À, thằng anh tao thằng anh tao có đỡ lại tao một hai giây á. Tao muốn mua. Có nhà. Ai bây giờ mày nhà. Bây giờ mày giúp tao đi rồi sau này tao trả cho mày chứ. Cái gì nữa? Tao hết tiền rồi. Một giây 15k mua luôn. Có cái lồn. Trời ơi. Em nhưng mà em nổ không ghét nè. Đi ơi, dọn hết chỗ này đi. Lâu đi kìa, lâu đi kìa. Ờ cái tôi hôm qua tôi thấy đồng chí tôi có cái hình. Trời ơi, nhảm đang lâu. À, nhưng mà mấy hôm nay em xử lý nhiều vấn đề em chưa có gặp để mà em vui vẻ với ổng. À. Nhưng bây giờ anh có cách nào hẹn ông ra không? Ê, ổng đang thiếu tiền anh á, giờ hẹn ổng ra em kêu trả nợ được không? Được. Cảnh sát tới kìa. Được, thấy như vậy vậy, anh hẹn ổng ra không. Kêu trả nợ hay gì đó, xong rồi... Đúng, đúng. Rồi, rồi xong anh em, bây xong anh em mình bắt ổng. Xong, ấy nhầm. Ôi. Xong rồi lên thuyền ra ngoài đảo, để lại ăn ngoài trống thôi cho ổng tự bơi về đất liền, anh thấy như nào? Ừ, được, còn không, okay còn không, còn không dẫn qua tiệm xăm cho xăm bậy lên người. Ừ. Rồi, okay, tiệm xăm ok không để gọi này. Ok, chốt được. Được, được. Alo. Lão Bạch hả? Lão Bạch nhớ bữa giờ hẹn gì không nha Lão Bạch? Gì đấy? Đợi tí. Trời ơi, một tuần mà... nhưng mà dạo này thấy cũng hơi lâu rồi đấy, gần đầu tuần rồi đấy, Bảo, chưa Bảo, thấy Bảo, cái Bảo. Gì trơn vậy? Bảo đang cần tiền, bây giờ có nhiều người... kéo cả lò anh đi chứ vậy? Trời ơi, thấy bây giờ được bao nhiêu rồi, nào gửi tiền đi chứ vậy? Ngậm cái gì vậy? Ờ, đang đi ăn cơm, làm sao đấy em? Em ăn cơm chưa? Dạo này tôi đang vương vấn số thứ quá. Tôi đang muốn gọi là anh em mình ra nhậu một bữa nói chuyện mà. Lâu lắm rồi không được gặp anh đó. Với lại tôi cũng đang muốn hỏi anh vài thứ. Tôi muốn gọi là hỏi anh vài thứ, tại vì tôi thắc mắc quá. Ờ, thì anh cứ hỏi đi. Ý là mình ra mình gặp nhau, mình đi nhậu, mình nói chuyện, đi chơi đi. Anh đang bận hay gì vậy? Tôi đang ở xa lắm. Đang ở xa lắm hả? Đang ở xa là ở đâu xa? Có gì mà tôi giúp được em đó, anh cứ nói đi. Thì khi nào mình gặp được nhau rồi mình nói chuyện riêng, chứ giờ nói ở đây đâu có tiện đâu. Khi nào tôi rảnh tôi sẽ gọi cho anh nhé.
anh khi nào anh về được anh cho cái hẹn đi chứ. Tôi cũng không có đảm bảo nữa tại tính chất công việc á. À, tính chất công việc hả? À? Tôi tưởng là anh đi chơi. Đúng rồi, tính chất công việc nghe là vậy đó. Ơ, à, bây giờ có người đang gọi tôi giải quyết ở bên ngoài đó, để tôi một tí nha. À, ok anh nhá. Ok, ok. Lâu quá. Giờ đây gọi đồng chí Tâm Bu rồi. Khác chứ là nhìn lắm. Alo, trời ơi, đồng chí Tâm Bu à, lâu quá mới gặp. Ê, đồng chí hôm bữa lấy cái món hàng đó của tôi rồi mà tôi chưa nhận được cái món hàng của đồng chí. Cái gì? Sao, sao? Đó là một câu chuyện buồn. Bây giờ ông đang ở đâu để tôi qua tôi đón ông? Gọi ông đứng đó đi, tôi qua đón ông. Khó quá. Nghe đồng chí Tông Vu bị đuổi khỏi ngành rồi. Sao mà bị đuổi khỏi ngành? Ngủ ông về làm giang hồ luôn. Nên anh vậy. Từ từ, bây giờ một người nhá, một người xuống đây xong rồi để đón ông về cũng làm giang hồ luôn. Đây đây, đứng đây làm gì đâu ta? Đứng xuống đi. Để em xuống á, để em xuống. À, để em đi đón ông. Xong anh em về làm giang hồ chung luôn. Chứ là cậu Vua Tân liên quan tới vụ án của anh trai cậu quen biết. Liên quan tới cái gì cơ? Bị đuổi nhanh nhanh vậy. Có liên quan tới vụ án của anh tôi á. Sao anh biết? Alo. Anh thấy thôi. Cũng bị đuổi. Chắc không biết đâu. Giờ tôi hỏi thử. Sao đồng chí bị đuổi vậy? Thì tôi không tốt nghiệp đó. Chứ không phải lộ à? Không lộ. Hôm nay đáng lẽ tôi đem 20 sợi dây qua cho anh rồi đó. Vô đây. Ơi. À, anh là cảnh sát, anh bị phát hiện làm cảnh sát bẩn à? Không, tôi chỉ là không tốt nghiệp thôi, tôi học viên mà. Nhưng mà tôi cho hỏi anh biết về vụ anh tôi không? Quang, tôi có nghe anh tôi, quang hiện chi tôi thấy anh rất là quen, anh có phải là người tôi là của... em trai song sinh của Quang, của Quang Điếc á. Thì hôm bữa tôi có nghe là có một sếp nào đó khử đồng chí đó. Ấy tao nói với mày rồi mày thì không tin. Tôi đang bảo là tôi đang nghi vấn có một người trong đồn thử ảnh thì không biết là ai. Hôm bữa trong khoảng thời gian mà tôi cố gắng đi tìm hiểu về những cảnh sát bẩn á, thì tôi có biết được một thông tin nữa là trong bộ tam lớn nhất của đồn có một người bẩn lắm mà chưa thể điều tra là bộ tam trong đấy thì một là mắt thâm, hai là giắc kỳ, ba là thế anh biết ở trong đó Trần Văn Nhiếm à. Đúng không? Thế anh biết ai tên mở ở trong đó không? Trần Nhiếm mà bộ tam. Anh có biết ai tên là bé mở trong đó không? Tôi chưa có tiếp không xúc biết với hả? Bé mở bao giờ. Hoàng Điếc à? Hoàng Điếc, tao nói cho mày nghe này. Theo như cái vụ mà anh mày tao điều tra ấy là lộ thông tin cơ mật của nhà, của gọi là của cảnh sát ấy, nên là bị bên cảnh sát người ta thủ tiêu, mày hiểu không? Thì đấy, tao đang nghi vấn vậy đó, nhưng mà tao không biết là ai hết, chưa biết là ai thủ tiêu hết. Thì bây giờ cứ bắt mẹ thằng con mày... đi bên đỡ thằng quay đi về bắn nó lại là xong. Ừ. Và ừ. Cái tao biết á là bên đó đang nói dối tao nhiều cái đó. Đây là mỗi người kể một chuyện đó. Làm sao dám nhận là giết anh mày được, mày khùng mày. Tại vì hả? Hôm bữa ý là mỗi người một cậu kể một câu chuyện hiểu không? Hôm bữa tôi có hỏi như vậy nè. Tôi hỏi là ủa tại sao không thấy đồng chí Quang nữa? Tại bình thường là tôi với đồng chí Quang hay cà khịa với đi tắm chung lắm. À. Thì lúc tôi mới về tôi mới tính là rủ đồng chí Quang đó đi tắm. Thì mọi người lại nói là đồng chí Quang bị đuổi việc rồi. Thì tôi mới hỏi gì bây giờ đồng chí Quang nó bị đuổi việc rồi thì anh ta ở đâu? Thì mọi người lại im lặng. Rồi sau đó tôi mới cố gắng hỏi nữa thì mới biết được là ai? Đồng chí Quang bị khử. Có nghĩa là anh chắc chắn với tôi một câu là bên sở cảnh sát xử đúng không? Anh Vũ Tâm. Thì tôi chỉ nghe thông tin của một người ở bên nếu không phải bên đó xử thì người ta không cần phải nói dối mình lớn khử.
nó tôi còn là... hỏi một điều nữa là như là nói. Đồng chí Quang làm cái gì bị sa thải thôi mà tại sao phải đứng phải khử người ta. Bây giờ đến 1, 2, 3 anh em mình ra nhé. Đi nè 1, 2, 3 mày nó mấy thằng cướp này đi đâu mất tiêu à? Nhưng mà tôi nói lại là anh em đã đổi địa điểm qua cái dốc ở trên đây đi. Ừ, tại sao mình đứng nói chuyện mấy cái chuyện này ngay chỗ gần đồn vậy? Đi anh em đổi điểm đó, qua cái dốc bên kia đi. Anh thông cảm với anh Nguyễn Tông thằng này nó em nói em quá anh hết không thì anh không có mà tôi đi. Nói anh là thật ra tôi mới là Quang còn anh tôi là Hoàng, anh tôi mới là Hoàng còn tôi là Quang, anh tôi lấy tên của tôi lên đây làm việc đấy, có nghĩa là anh tên Quang còn anh của anh tên là Hoàng đúng không? Ừ. Giờ tao nói mày nghe nè Quang điếc, câu chuyện là công điện của mày, quan trọng là bây giờ mày muốn giải quyết như thế nào anh em của tao giúp mày đấy. Mày nói đi. Tao muốn bắt một một trong những người đứng đầu trong đó ra thôi. Bắt thôi. Thôi bắt thôi. Nhưng mà bây giờ mấy cái đâu phải tao muốn bắt là bắt đâu, người ta thường thường đi chung hết mà. Vũ trang lắm đó. Ừ. Có gì bây giờ mình có mục tiêu lên kế hoạch, bây giờ muốn bắt ai nè đó. Bây giờ có ba không? Bây giờ mày muốn bắt ai rồi anh em kế hoạch được chứ? Giờ tao tao đang có kế hoạch bắt người ta rồi, nhưng mà ý là khó giải thích lắm hiểu không? Tôi học ở trong đồn cảnh sát 4 tháng á. Ừ. Thì tôi biết là cái sếp Quay với sếp Jack thì chắc là không phải là hai người có thể làm được những cái chuyện đó đâu. Đúng. Hai người đó thứ nhất là tình người lắm đúng không? Làm luật tình người với lại có một cái việc là bảo vệ cái ghế dữ lắm. Rồi, tôi biết ai rồi. Chỉ có làm chí. Chỉ có Thanh Mát thôi. Còn Thanh Mát là một cái sếp mà có nghĩa là sếp ngoài ngành ban đầu đi vào để mà có nghĩa đúng rồi đấy. Nên đổi SWAT. Với lại tụi mày biết không? Xong rồi sau này nữa là sẽ có thêm sếp nhiếm nữa. Đó. Với lại cho tôi hỏi là anh tôi làm bên SWAT đúng không? Đúng rồi. Lúc mà tôi quay trở lại thì tôi thấy đồng chí Hoàng đó ngầu lắm. Mặc bộ SWAT tôi mới hỏi là Hoàng, không gặp mới có mấy tháng mà bây giờ anh đã trở thành SWAT rồi. Nhưng mà còn nghe với lại á, bắn cũng dữ nữa. Với lại á, có một người tên là bé mở bên đó, mà cái lúc không đi làm á, người ta mặc đồ hồng, mặc đồ tím tím á, tím tím và quần đùi á, đầu đinh, nhìn nó hơi mập. Thì cho tôi hỏi là mắt cũng hơi thâm thâm xíu á. Tôi hỏi là cái anh mà tên là cái đồng chí mà Thanh Mát á, cũng đầu đinh, cũng mập rồi mắt hơi thâm đúng không? Bây giờ đúng tao rồi, có một đồng cái chí đó thì mặt đúng là mập thiệt, nhưng mà bây giờ tao có một cái kế hoạch như này nè. Nhưng mà nó phải đánh đổi rất là nhiều đó Quang Điếc à. Đánh đổi có nghĩa là hôm bữa tụi tao á vừa tập huấn với lại bên cảnh sát. Thì cái đồng chí mắt thâm đó là cái đồng chí mà gọi là đứng ra chỉ đạo. Rồi. Thì bây giờ mình làm lại lần nữa, nhưng mà lần này mình bắt cóc con mẹ nó thật luôn. Dạ. Mày hiểu cái đâu không? Có nghĩa là cho bên kia người ta biết là chắc là cũng diễn tập tiếp thôi, nhưng mà không, trong cái dự định của mình là mình bắt con mẹ nó mắt thâm luôn. Ừ. Đấy. Thế mà khi mà bắt được rồi mày có thể tao cũng muốn đang muốn gọi là hỏi người ta vài câu trước khi làm gì đó. Nhưng mà quan trọng là bây giờ bắt người ta không nhận thì mình làm được gì tiếp theo đâu. Tôi người ta không nhận không. Thì sao? Tôi có nhiều bằng chứng với lại nhiều câu hỏi ấy lắm, không cần phải lo đến bây giờ. Câu hỏi cái người ta khai hết à. Mày đó. Nói chung là tôi có cách giải quyết của tôi hiểu không? Thế bây giờ mày muốn như nào mày nói thôi, anh em ta sẵn sàng giúp mày. Nào con chuẩn bị nè. Thì bây giờ theo cái kế hoạch của mày á là tập huấn đi. Còn cái cách của tao thì là tại vì tao quen một người tên là bé mở hiểu không? Khi tao gọi người ta không có, người ta bảo là người ta đang bận, cho nên là tao không có gặp người ta được. Bây giờ chỉ cần tao lôi người ta ra tao nói chuyện được thôi thì ok. Giờ người ta đang có dấu hiệu gì đó trốn tránh hiểu không? Người ta kêu là đi xa, đang đi chơi bé xa mở, rồi. Bé mở là một
một mật danh hay là sao? Tại vì trong đồn tôi chưa bao giờ nghe cái tên bếp ở đó. Tại vì người ta dẫn tôi về đồn và người ta đưa tôi đồ của anh tôi nữa. Chị kem tấp mỡ nè, liên quan không? Không, bé mỡ thôi. Bé mỡ à? Như tao nói rồi đó, mặc quần đùi, áo màu tím, đầu đinh, mập, mắt hơi thâm xíu. Đi mà sao nghe giống thằng Tùng béo hay đi lặn thế nhờ? Thằng Chu Tùng nhờ, chú Tùng nghe bé Tùng, mỡ đó, Chu Tùng. Ừ, tên là Chu Tùng. À, thằng Chu Tùng đó, liên quan như nào nữa? Liên quan thì tao đang nghi nó với Thanh Mát là một thằng. À, Thanh Mát là Chu Tùng. Thanh Mát là... Ừ. Thế thì bây giờ mình tóm tắt lại là chắc chắn là bên đồn cảnh sát là thủ tiêu rồi. Còn ai thủ tiêu thì chưa biết. Đúng vậy. Nhưng mà chắc chắn là bên đồn cảnh sát người ta thủ tiêu thì, rồi. Thì trước tiên là tao đang muốn gọi thằng bé mở này ra để nói chuyện, hỏi tại sao nó nói dối với tao. Nhưng mà từ từ đi, bây giờ thí dụ theo cái kế hoạch diễn tập của mấy anh thì khi mà diễn tập đó, thì bên lực lượng có nghĩa là không người ta sẽ là cảnh sát, người ta cũng phải trang bị vũ lực đồ ghê lắm. Không, có cái vũ lực cái đồ. Chuyện đó thì đi chung thì làm được, đi chung tụi tôi đi chung với nhau thì đó, nhưng mà làm được. Có nghĩa là hôm bữa mắt thăm á, nó qua bên chỗ của tụi tôi á, chỉ đạo của một mình thôi, thì cái lúc mà rút cái súng ra thì mình không được làm gì, còn cất vô thì mình làm được. Đấy, bây giờ cắt vô nhá, anh em cứ đứng xung quanh bao dây, chói tay lại là xong. Móc vũ khí ra, lượm tiền. Ờ, tức thiệt, biết vậy hồi nãy tôi đừng có về đồn dùng đồn sớm. Mấy anh mà điện thoại sớm hơn, tôi chạy qua mấy anh trước là mình có nhiều dây lắm rồi. Bây giờ tôi hỏi anh, bây giờ anh về đồn, anh giả bộ anh kêu anh để quên đồ. Xong tí anh mà gặp mắt Thanh, anh có thể chụp một tấm hình nữa. Là tôi nhận ra ngay thôi. Ok. À, có gì tôi liên hệ với anh. Tôi tin anh đó. Ừ, bây giờ anh cấp đồ đạc đi, có gì rồi tụi tôi gọi điện. Đúng rồi. Ok. Thôi thì mấy anh cứ đi làm việc tiếp đi. Ok. Đi, có ông già gọi. Món ăn chính đi. Chào. Bye, anh Tôn nhá. Bye bye anh nhá. Chào mấy anh nhá. À, bây giờ tao qua khách sạn tao gặp tí hon cái, với lại tao có việc của tao. Alo. Anh mở à? Quân. Anh có thể gọi là một hôm nói chuyện với tôi được không? Bây giờ tôi rảnh rồi, bây giờ mình đi nhá. Anh rảnh hả? Đúng rồi. Bây giờ đợi tôi xíu đi. Tôi ra bệnh viện với anh. Vậy để tôi đón anh nhé. À không, bây giờ vậy anh lên 5... Giờ tôi đang ở chỗ khác á, 591 anh lên 591 đón tôi đi. Ơ kìa. Đêm. Sao ngay ôi. Thế ôi. Ê, lên xe anh đây á hả? Vâng. Gì mà bịt kín mặt vậy? À, tôi mới không ra qua một vài cái vụ việc đấy. Vụ việc gì đó? Ra là tôi phải... À. Tôi buồn quá. Anh dạo này khỏe không? Có bắt kịp cái cuộc sống ở thành phố này chưa? Như anh cũng thấy rồi đó. Tôi cũng có áo ấm để mặc rồi. Công việc thì tôi cũng có đi làm rồi. Mà sao tôi anh đi bộ quá. Đấy? Thì đâu có xe đâu, đặt tiền mua xe 5 ngày sau mới có. Từ đó về. Tôi có món quà tặng cho anh đó. Từ về cho tôi lấy, tôi gửi anh cái. Qua bệnh viện cho tôi lấy, tôi gửi anh cái. Anh làm chức vụ gì mà anh đi xe gọi là nhìn đẹp thế? Ra không giấu gì anh. Tôi cũng may mắn lên được chức vụ đội trưởng. Lên được chức vụ đội trưởng là mới lên, nhưng mà
Tại sao vậy? Biết bao nhiêu đồng loại của tôi cấp dưới tôi nằm xuống cái chức vụ này. Cái gì tôi trải qua đấy. Anh Mở à, sau một thời gian tôi đi lại, đi qua đi lại trong cái thành phố này á, tôi tìm hiểu được nhiều cái lắm anh ạ. Anh tìm hiểu được cái gì đấy? Nhiều lời nói đồn ra đồn vào về anh thôi. Tôi buồn lắm. Tôi không biết tại sao người ta lại nói vậy nữa. Mỗi lần nhắc tới đồng chí đó là tôi vậy. Ra bãi biển mình nói chuyện đi. Tôi buồn quá. Kiếm chỗ nào mình nhậu đi. Tôi có mang theo một chai. Hôm nay tôi muốn nhậu với anh. Tôi cũng muốn nhậu với anh. Chạy xe nhanh. Chạy xe đây. Nhanh. Tôi lại đang đang kiểu đi gió đi, đi trực. Không sao cả. Anh thông cảm nha. Nhưng mà tôi vẫn sẽ tặng cho anh món quà này. Để anh mang về, anh giữ lại anh uống. Nhưng mà tôi á, có một cái tôi không biết tại sao á. Dạo này có nhiều người ta hỏi tên anh lắm á. Cho nên là anh phải cẩn trọng đó. Đây, ngồi quán cà phê này đi. Tôi muốn tặng anh món quà. Đây. Thì đây là một cái món quà mà tôi làm bữa giờ. Tôi kiếm rất là nhiều tiền và để mà tôi gửi cho anh. Thì tôi buồn quá, nhưng mà tôi không uống được. Đây. Chắc tôi về. Đúng vậy, mình chưa cần phải uống đâu. Cái câu chuyện là như này. Anh nhớ cái hôm mà anh với tôi nói chuyện với anh tôi không? Tôi nhớ đấy. Thì tôi có qua. Tôi qua đồn tôi hỏi về anh tôi, về đám tang các thứ đấy. Tôi có qua hỏi về chuyện của anh tôi, hỏi về bây giờ đám tang anh tôi như thế nào, hoặc là thông tin của anh tôi cho tôi hỏi thêm được sao. Tại vì anh phải thông cảm là hôm đó không có anh làm ở đồn, anh hiểu không? Không có anh làm mà người ta, anh biết cái sếp mà gọi là cái đồng chí gọi là tên quai á, với lại những đồng chí trong đó không hề tôn trọng anh thôi một chút nào. Anh Mở ạ, nói cho anh nghe thế này. Ở trong đồn cảnh sát, cái phân ban đặc biệt mà phải nói là cảnh sát bình thường là một chân vào cửa tử, thì cái phân ban đặc biệt này thì cả hai chân vào cửa tử rồi. Cái người mà trong cái phân ban này thì thường là những cái người mà sẵn sàng hy sinh bất kỳ lúc nào để hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình. Thì có lý do tại sao mà trọng trách của tụi tôi lớn nhưng mà cái danh dự của tụi tôi đôi khi nó lại không có. Anh biết tại sao không? Đôi khi những cái việc chúng tôi làm là chỉ chấp hành theo lệnh cấp trên. Khi mà cấp trên không còn dùng tôi nữa thì đôi khi lại gán cho chúng tôi một cái gì đó để loại bỏ chúng tôi đi. Nhưng bản thân tôi là người trong đó, tôi hiểu rõ từng thành viên của mình. Thành ra là như anh nói, anh thấy rồi đấy, anh nghe rồi đấy. Những gì mà tôi tâm sự với anh ngày hôm đó, đó thực ra tôi cũng nói luôn. Tại vì tôi có cảm thấy một sự gắn kết giữa tôi với anh. Thành ra
tôi có trách nhiệm phải nói ra cái sự thật cho anh biết. Nói sự thật. Tại sao? Tại sao khi lúc tôi qua tôi buồn lắm anh Mở ạ? Tại sao cái lúc tôi qua bên đó người ta lại coi thường anh tôi đến như vậy? Người ta còn bảo anh tôi làm bảo vệ cơ. Anh biết không? Tại sao vậy hả? Tại sao vậy đã anh Mở? Anh nhìn đi. Anh nhìn đi kìa. Nhìn cái bảng đó đi. Anh Mở. Anh nhìn cái bảng đó đi. Anh Mở. Bảng nào vậy anh? Cái bảng sau lưng anh kìa. Bảng nào? Cái bảng này nè. Quỳ xuống đó. Quỳ xuống à? Quỳ xuống. Quỳ xuống đi. Anh phải đứng im bây giờ. Tôi bịt miệng anh lại nè. Không, tôi muốn báo cho anh là nếu mà anh làm bất kỳ anh cái gì là anh chạy, anh đứng im, tôi bịt lại rồi. Anh ơi, tại sao lại làm như vậy? I've been tricked. This was a setup all along. How the fuck did he know? He lied to me again. Anh à, tôi quên nói với anh rồi là trên cái nách của mỗi người có một cái body cam và cái hệ thống an ninh. Đừng im, yêu cầu anh giơ tay lên. Từ từ, ở đây không có gì hết, yeah. Ở đây không có gì hết, các đồng chí ở đây không có gì hết. Này hiểu nhầm ấy mà, này hiểu nhầm ấy mà. Tại sao sếp lại bị còng nhỉ? À không, cái này tôi hồi nãy tôi tự còng đấy anh. Bọn tôi chỉ đang gọi là diễn tập với nhau thôi, anh cứ đi đi, để tôi với anh này nói chuyện với nhau. Đồng chí tháo còng cho tôi cái. Ok sếp. Không, từ đã, cứ đi đi. Cái kéo không cắt giùm tôi nhé. Cắt giùm cái còng đi, ra đây nói chuyện đi. Anh ơi, anh ra đây đi đi anh ơi. Anh đừng có buồn nữa mà, anh ra đây. Vậy là thật sự anh không nói thật với tôi đúng không? Anh Mở. Tôi vừa mới bảo vệ anh đấy. Anh có biết là khi mà chúng tôi ra làm việc ấy, có một cái thắt nút, có một cái nút bấm ở trên body cam, là khi mà tay của tụi tôi bị chói ra phía sau là cái nút đó sẽ tự động kích hoạt không? Đó là cái hệ thống tự động của cái body cam của chúng tôi đó. Thành ra là hồi nãy là tôi đã cảnh cáo anh khi mà anh đang cố gắng anh bẻ tay tôi rồi. Anh lại nói hết về sự thật thế này cho tôi muốn. Bây giờ tại sao như vậy? Tại vì tôi còn đang nể anh ấy, là em của anh Quang Điệp đấy. Cái vấn đề gì thì anh nói ra rõ ràng. Tôi không hiểu gì hết. Anh có thật là nể tôi không? Anh có ổn không đấy? Tôi rất là quan tâm anh đấy. Thật ra tôi đang muốn còng anh lại để tôi nói chuyện với anh. Tôi đang muốn hỏi một số việc với anh thôi. Thì đấy, tôi đã giải thích với anh rồi. Nhưng mà tôi không nghĩ tại sao là anh lại kể cả. Anh cố gắng bẻ tay tôi là tôi đã giải thích rồi. Anh thấy không, cảnh sát đang đi trực. Mà anh chỉ cần anh bẻ tay mà nó kích hoạt cái nút thôi là tự động nó báo về đấy. Cái quan trọng á, anh biết anh có biết gì không? Anh có nhận ra được không? Anh đang giấu tôi gì đó đúng không? Chứ tại sao mà kể cảnh sát như đang trực anh lại có thể tới nhanh như vậy khi mà tôi báo anh? Anh không biết tới trong vòng 2-3 giây. Bãi biển là cái khu vực mà hay đi trực nhất à? Cái khu vực đi trực có tôi đã tìm hiểu rồi, có rất nhiều khu để đi trực. Anh hiểu không? Vô chỗ nào vắng để tôi nói chuyện với anh đi. Bây giờ ban đêm rồi mà anh đòi đi chỗ vắng nữa. Ngồi trong xe nói chuyện. Anh cũng phải để cho tôi bình tĩnh chứ. Ngồi trong xe nói chuyện thôi. Tôi có mang làm gì anh đâu mà. Anh cứ nghĩ là việc tôi làm như thế là tôi cố giết anh hay gì không? Không, nhưng mà cái anh lại không hiểu rồi. Hãy tôi vừa mới nói anh là tôi thấy anh hiện tại đang kiểu tâm lý đấy. Mà chuyện nó chưa ra đâu hết. Thành ra tôi sợ lúc đó anh tâm lý bất ổn rồi đưa ra những cái quyết định không hay. Thế bây giờ tôi muốn hỏi là tại sao anh lại nói dối tôi về việc của anh tôi? Việc gì đấy anh? Cái việc mà anh kể cho tôi biết là
anh tôi chết một cách anh dũng, tại sao anh lại nói dối như vậy với tôi? Tôi biết sự thật rồi. Nếu anh biết sự thật rồi thì tôi cũng nói luôn là cái câu chuyện hồi nãy tôi đang kể anh, thì anh lại bị kiểu bị bức xúc vì những cái câu chuyện xung quanh đấy. Câu chuyện gì xung quanh? Thành viên trong cái phân ban đặc biệt này á, không nằm dục thì cũng là hai mang. Còn nếu mà hai mang hay không là do bên phía tổ điều tra quyết định chứ không phải của tôi. Khi mà anh của anh được mang cái nhiệm vụ để cài cắm vào cho những cái vụ việc mà nó tuyệt mật đấy, thì anh của anh lấy một cái nhiệm vụ mà chỉ có mỗi tôi và một vài người nữa biết. Nhưng mà bên chắc lại không biết. Thành ra khi mà làm nhiệm vụ đó, anh bị gán cho tội là hai men. Và bị khử tiêu. Thế cho tôi biết ai ở trong đó khử tiêu? Anh tôi. Cái đó thì tôi cũng không biết nữa. Sao anh ở trong đồn anh lại không biết? Biết tại sao và anh này... tôi bị khử tiêu như thế mà anh, nếu mà anh tôn trọng tôi thì sao anh lại nói dối tôi như thế? Có ai mà đi nói chuyện với một cái người mà vừa mới thoát khỏi cái coma trong bệnh viện, từ cái kiếp sống thực vật mà vừa mới bình tĩnh lại, vừa mới bước ra cuộc sống mới, mà lại đưa cho anh một cái tin mà như là một sự phỉ báng lên gia đình của anh? Tôi cũng có sự tôn trọng đối với những cái cảnh sát cấp dưới của tôi chứ. Kể cả anh, bây giờ anh là em của cảnh sát, dù là người ta là... Thì bây giờ anh biết sự thật thì tôi cũng nói. Dù cái anh trai của anh có gì đi chăng nữa, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nói xấu anh trước mặt gia đình của họ. Anh có hiểu tôi không? Tôi hiểu. Với lại tôi nói cho anh nghe nè, thực ra tôi biết anh có vấn đề từ lâu rồi. Có một vài người có báo cáo gì cho tôi là có một cái anh tóc dài hay đi hỏi thông tin tình hình của tôi và báo về cho anh. Nhưng mà tôi không tin. Tôi không tin. Và tôi cũng cảm thấy rất là bình tĩnh sau khi nghe những cái vấn đề báo cáo rồi. Anh biết là nghiệp vụ của tôi ấy, cộng với lại súng ống trên người, cảnh dụng trên người của tôi là đủ khả năng diệt gọn 3 người trong tầm gần không? Cái chuyện mà đó tôi không quan trọng. Hồi nãy là tôi không có bất kỳ cái gì phản kháng với anh cả. Cái chuyện mà anh có khả năng như nào tôi chả quan trọng. Việc của tôi làm khi mà tôi ở sống ở thành phố khác, trước giờ tôi đều có cách giải quyết riêng của tôi cả. Nhưng như với cái chuyện mà anh nghĩ mà anh nói dối với tôi á, mà gọi là tôn trọng tôi á, thì đó không phải rồi. Đó là anh đang coi thường tôi rồi. Đấy. Nhưng mà tôi muốn có cách giải quyết riêng của tôi và tôi không có ý định giết anh. Cũng có người đấy, tôi không biết tại sao nhưng mà vẫn có người ta đang muốn tìm anh đấy, muốn khử anh đấy. Nhưng tôi chỉ muốn chói cái tay anh lại và hỏi rõ anh tại sao tất cả mọi người lại nói dối tôi như vậy về cái chết của anh tôi. Vì anh tôi có để lại cho tôi một nhật ký, không phải để lại cho tôi mà gọi là có ghi một cái nhật ký trước khi anh tôi chết. Anh hiểu không? Tôi biết anh tôi làm cảnh sát bẩn. Tôi biết anh tôi không có yêu thương cái đồ gì đâu cả. Tất cả chỉ là lời nói dối thôi. Và anh tôi cũng đã mang một số thứ về. Tôi muốn hỏi anh hết câu chuyện và trả lại cho anh cây súng. Tại vì tôi cũng chả muốn làm gì với cây súng đó cả. Tôi có cách giải quyết riêng của tôi về cuộc sống ở ngoài. Anh tôi làm cảnh sát bẩn, bị phát hiện ra và chết, và bị tử hình hay là bị chết gì đó, bị ai khử gì đó, cái đó là cái
Khi đó là cái kết quả khi mà làm những chuyện đó thôi. Có làm thì có chịu. Nhưng tôi không chấp nhận được những người nào người ta nói dối với tôi. Nếu như tôi tin tưởng anh coi, tôi coi anh là bạn. Tôi không bao giờ tôi muốn một người bạn của mình nói dối với mình cả. Anh làm tôi thất vọng lắm. Anh mở. Tôi nói anh thế này. Đôi khi á, cái chính khí về tình bạn, tình nghĩa của chúng ta, mỗi cá nhân nó khác nhau. Nhưng mà riêng với tôi đó, những cái gì mà tôi làm ra thì anh có thể thấy rồi. Anh thấy từ khi mà tôi vô tình, khi mà tôi bị áp lực, khi mà nghe được cái tin là một cấp dưới của tôi vừa mới bị ra đi, tôi áp lực tới nỗi tôi đã bỏ lại tất cả và chạy ra bên ngoài thôi. Nhưng mà lúc tôi chạy ra, tôi lại thấy một cái người nào đó cũng đang làm điều tương tự, thì tôi lại tính lại hỏi là có phải người ta như thế nào không, thì vô tình tôi lại gặp được là người em trai của đồng nghiệp của tôi. Và anh từ cái lúc đấy đó, anh có thấy tôi có đối xử với anh tệ bạc chỗ nào không? Thì cái đó là cái tình nghĩa mà tôi đặt vô về, và cả cũng như tôi không thể nào mà để cấp dưới của tôi mang tiếng rồi sau đó là như thế nào đối với gia đình của mình, dù gì từng là một cấp dưới của tôi mà. Thành ra tôi sẽ không tiếc những cái lời nói dối có cánh. Nhưng tôi biết cái đó, đối với anh thì tình nghĩa anh em thì cái việc mà nói dối một lần là anh sẽ không có chấp nhận được. Nhưng tôi thú thật với anh là tôi không thấy thẹn ở lòng. Anh biết tại sao không? Tại sao vậy? Tôi chưa bao giờ làm cái gì mà làm lỗi mà ảnh hưởng tai hại tới anh. Tôi chưa bao giờ đưa anh vô một cái ngõ cụt cả. Mà tôi chỉ coi anh như là em trai mình thôi. Tôi thay em trai của anh. Ngày đó khi mà anh bị coma trong bệnh viện thì không ai để ý cả. Anh trai anh có tới nhưng mà anh sẽ không cảm nhận được cái tình yêu thương rõ rệt được đâu. Tại lúc đó mình không có cảm nhận gì. Thì tôi cố gắng bù đắp lại cái phần nào cho anh trai anh, cho anh thôi. Thế như này, tôi cũng cảm ơn anh về những thứ anh đã làm. Ít ra anh vẫn còn một chút gọi là tôn trọng đối với tôi và anh của tôi. Thì tôi quyết định những cái thứ mà anh tôi làm á, tôi sẽ đưa lại cho anh hết. Anh tôi có mang về ở nhà một cây súng, chắc là cây súng được anh trao cho đúng không? Chính tay anh trao cho đúng không? Chính vì cây súng đó mà tôi bị đình chỉ hết 3 ngày nay. Cây súng anh trao cho tôi sẽ đưa lại cho anh. Coi như tôi với anh không còn liên quan gì nữa. Còn việc của anh muốn báo đáp cho tôi như thế nào, anh sẽ phải tự biết, anh tự làm. Nhưng sau này tôi muốn những chuyện tôi làm ở ngoài sẽ không có anh dính líu vào. Nếu anh như anh tôn trọng tôi, anh hiểu chưa? Tôi cũng sẽ không có gọi là tìm đến anh nữa. Vậy anh đã quyết định đi tìm công lý riêng mình. Tôi sẽ tự đi tìm con đường riêng của tôi. Tôi không như anh tôi. Tôi nói rồi, tôi sẽ không trả thù. Tôi chỉ muốn hỏi rõ thông tin như thế nào, tại sao anh lại nói dối tôi như thế thôi. Nhưng mà khi biết được mọi thứ rồi thì tôi sẽ gọi là cho qua hết. Tôi không muốn ai phải nói dối mình cả. Tại vì nói dối đối với tôi là mất lòng tin, coi thường tôi. Nhưng không sao, cái chuyện của anh tôi bỏ qua rồi. Hãy coi như là mình bỏ qua, tôi không có vấn đề gì với anh hết. Tôi sẽ trả lại cho anh khẩu súng, để cho bình đồ. Và có một cái nữa tôi muốn nói thật với anh như thế này. Đang có rất nhiều người muốn giết anh đấy.
Cái chuyện mà người ta đặt lên bao tì lên đầu anh á, thì người ta có nói cho tôi biết, người ta có nhờ tôi. Nhưng tôi sẽ không làm như thế, nhưng mà tôi cần anh giúp một việc. Coi như là món quà tôi, món quà gọi là cái trả, cái món quà của tôi và cái món quà hồi nãy, cái chai whisky đó. Và cái món vũ khí mà tôi trả lại cho anh. Bây giờ tôi chỉ cần nhờ anh một việc. Bây giờ tôi muốn anh giả vờ nằm chết để tôi chụp hình lại. Chỉ thế thôi. Anh nghĩ anh làm được không? Thì chắc sau khi mà mọi việc xong xuôi đấy, thì tôi có thể tôi giúp anh lại cái vấn đề đó. Cái vị trí nào đó phù hợp đấy, thích hợp đấy. Đúng để vậy. Tôi cho anh chụp hình lại. Và coi như chuyện này giữa anh với tôi biết thôi. Nha. Đó, ở trong cốp xe đấy. Anh thấy chưa? Bên trái tôi nè. Tôi cảm ơn anh nhé. Thực ra có ít có ai mà có thể đưa ra được cái quyết định khó khăn như vậy. Tôi nói rồi, tôi không phải là anh tôi. Tôi sẽ tự có cách sống riêng của mình, cách giải quyết công việc riêng của mình. Thế thôi. Tôi chụp rồi đó. Tôi nghĩ là được rồi đó. Anh còn có gì để tôi giúp nữa không? Thông cảm. Chào anh đi nha. Có gì anh vô vô gọi là bây giờ anh qua bác sĩ, anh qua bác sĩ anh chữa bệnh các thứ đi. Nha, cho nó giống xíu. Anh làm gì làm đi nha. Tôi đi đây. 3 ngày tới tôi sẽ hạn chế giao tiếp với người khác đấy. Để đúng cho vậy. Người ta nghĩ là tôi bị mất trí nhớ. Và cái gì tôi nghĩ là nên vậy đó. Xin báo bệnh ở đồn cảnh sát. Đúng vậy đó, nên làm vậy đó. Tôi xin được phép trở thành một bạn nha. Biết sau khi mà bước xe bước ra khỏi cửa xe rồi mọi người ngã rồi tới thế nào trong cuộc đời cũng kể anh cái lời chúc đó là chúc anh có thể thành công trên con đường anh đã chọn. Mong là sau này khi tôi với anh gặp lại, nếu mà có lỡ chạm mặt nhau thì đó là những lời chào thân thiết với nhau thôi, chứ không phải là gặp nhau vì cả hai bên gây xích mích. Và nếu như tôi với anh có nói chuyện về sau này nữa, nếu như thôi, thì mong là giữa tôi với anh không có một lời nói dối nào hết. Và tôi nghĩ cái mạng mà tôi giữ lại được bữa nay đó. Vì thực sự nếu mà anh có cái súng trên người, anh đủ sức để anh hại cùng tôi. Nhưng mà anh lựa chọn cái quyết định mà không phải ai cũng làm được đâu. Thành ra sau này nếu mà có chuyện gì đấy mà anh có liên quan tới bên phía cảnh sát đi. Anh cứ gọi cho tôi nếu mà ở thời điểm đó tôi đang trong cảnh. Được. Tôi hứa là tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng tôi có thể làm. Được. Nếu thế thì sau này khi tôi cần thiết, tôi sẽ gọi cho anh ngay. Thế nha. Ok anh nhé. Rồi. Tới đây thôi. Chào anh nha. Tôi đi đây. Chúc anh may mắn. Chào người anh em. Chào người anh em.
Anh Tuấn à? Alo? Dạ đây. Mọi chuyện xong hết rồi nhá. Nhưng mà bây giờ hiện tại tôi đang phải trốn đây. Anh có thể vào khách sạn. Không, tại vì công an tôi đang núp, công an đang tìm nữa. Ở đâu? Tôi sẽ cho người qua đó. Ở đâu anh cứ gửi cho tôi định vị của anh. Tôi sẽ cho người qua đó. Ở bên sau cái sau cái bệnh viện đó, ở dưới cái cầu đó, sau bệnh viện. Ok, chờ có một con em qua đón anh ở đó nha. Ok. Wow. Anh đến khách sạn đúng không? Đúng rồi em ơi. Tại vì anh toàn vô nha. Rồi bỏ okay. Táp á. Rồi anh cảm ơn nha. Chào anh Tuấn. Thì theo như nhiệm vụ là tôi đã làm xong rồi. Thì cũng chỉ đánh bất tỉnh thôi à, mất trí nhớ thôi. Anh có muốn xem ảnh không ạ? Thế tôi gửi qua ấy cho anh nha. Gửi qua ứng dụng cho anh nha. Ok. Anh đâu lắm, anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Anh có thể gửi lại tôi cái búa đi. Coi như cái búa đó là của anh rồi. Nhưng mà tôi muốn nâng cấp cái búa đó một tí cho anh. Vâng, đương nhiên rồi. Đây. Cũng hơi khó khăn đấy. Xem thấy là tôi bị chụp rồi. Đây, tôi gửi anh. Rồi, cảm ơn anh nhé. Hãy coi như đây là món quà của tôi đối với anh. Là cái nhiệm vụ này tôi đã làm xong rồi. Sau này thì có một cái anh có muốn tôi tìm hiểu hoặc là khử một ai đó luôn á thì anh có thể gọi cho tôi được. Tôi sẵn sàng làm hết những công việc đó. Ok. Tôi cũng muốn là anh là một cái đối tác của khách sạn. Chắc chắn là tôi sẽ có rất là nhiều cái phi vụ trong tương lai. Anh chờ. Và cái định hướng của tôi là tôi cũng sẽ tổ chức một cái băng nhóm riêng của mình, đứng đầu một nhóm riêng của mình và làm việc riêng. Tôi cũng là muốn làm đối tác với anh và có nhiều công việc làm hơn. Ừ, nếu anh cần giúp đỡ gì thì cứ đến đây. Khách sạn luôn có những dịch vụ hỗ trợ anh hết. Anh là đối tác của khách sạn. Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất là nhiều. Tôi gửi anh ít lộ phí. Tôi cảm ơn anh nhiều nha. Ở đây thì đây sẵn có hai quản lý khách sạn luôn. Để tôi giới thiệu với anh luôn hai quản lý này. Tới anh cần việc gì thì anh cứ đến gặp hai quản lý để chờ đợi hai quản lý. Tôi sẽ làm việc với hai quản lý để hỗ trợ anh hết tối đa có thể. Được, được. Hẹn gặp anh vào những lần khác khi anh có việc, vấn đề gì đó cần tôi giải quyết thì tôi sẽ giải quyết ngay. Nếu anh cần một con xe thì cứ qua khách sạn nhé. Tôi sẽ hỗ trợ phương tiện cho anh. Anh nói như vậy thì tôi cần thiệt ạ. Thấy cái nhưng con xe tôi, vừa chở anh lúc nãy thì thế nào? Thì nó có phù tôi hợp đang với tôi nó rất là phù hợp á. Nhưng mà cái quan trọng là tôi lỡ tôi đặt xe bên kia rồi mà 5 ngày nữa mới tới. Không biết anh có quen bên đó không hả chứ? Ok, để tôi sẽ tác động vào bên car dealer để xem có hỗ trợ anh lấy xe sớm hơn được không? Được, tôi cảm ơn anh nha. Cái người tôi làm việc ở bên đó là Phinh Trần ấy. Ok, tôi sẽ làm việc với cậu ấy về cái vấn đề chiếc đơn hàng của anh. Rồi, thế thôi, mọi chuyện xong rồi. Tôi chào anh nha. Chào anh.
Ừ, có việc phải đi thôi. Thấy an toàn nhiều nhanh. Everything was going well. I became a partner with the mafia. I am now able to start my own journey, leading my own gang. But at the end, it was just a dream. Mà cay thế nhỉ? Gì đây? Đi quan đi. Đi đâu? Chó má thật. Hứa xem quán bà xem mấy ngày không có. Quán bà tôi làm cũng không được nữa. Đi. Đi đâu? Hôm nay tự nhiên mày gọi tao trước luôn à. Mày có vấn đề gì không đấy? Đang chán nên gọi đó. Xe mày đâu? Bên kia. Đâu? Bên kia. Xe máy à? Xe ô tô. Xe này á? Giờ đi đâu? Mày tính đi đâu đây? Ủa xe này là của khách sạn mà, mày là người của khách sạn à? Tao là đối tác của khách sạn. À. Không để xe đây, đâu? Đưa chìa khóa tao chạy thử con này coi. Đưa chìa khóa mày được. Sao không đưa được? Tao cũng là người trong khách sạn mà. Đó, chạy thử đi. Ê, về gặp anh Hớp coi, bàn cái vụ gia tộc hôm qua coi. Má cái nhà đó 15 triệu đắt thế nhờ. Bây giờ tao đi mua cái gậy bóng chày, nhưng mà tao sợ ấy, mày đi chung với tao được không? Giao dịch với thằng Mechanical, mày biết đấy không? Không biết. Fuck, mày à, mày giang hồ làm việc cho khách sạn nhà tao mà đéo biết. Tao phải giang hồ đâu. Mày là gì? Tao là người bình thường thôi, mày cứ nghĩ tao như thế nào nhỉ? Ai biết đâu, tao thấy mấy cái mối quan hệ mà chung với lại nhà tao á thường là giang hồ không à. Nhưng mà đâu phải ai cũng giang hồ. Mày phải giang hồ không? Tao giang hồ mổm. Tự mua nước nè. Tới giờ tao hỏi mày nha. Đây. Tới giờ tao hỏi mày này, đợi xíu. Gì? Mày hỏi gì? Nãy tao đứng hút thuốc á, ở ngay quầy bar á. Tao nghe câu chuyện gì tự nhiên có nhắc đến tên tao là sao chứ? Gì đấy? Có nghĩa là ba hồi nãy giờ tao hỏi mày là ai mày không hiểu vấn đề à? Tao là đối tác của ba mày tổn vậy thôi. Thì đó, ba ta bảo là có tin quan biết được. Ừ. Tại vì lúc trước tới giờ tao đa nghi mày. Mày hiểu không? Ừ. Mày biết mà. Đó là tao hỏi đi hỏi lại mày là ai rất là nhiều lần. Tao sợ là mày lừa tao. Nên là tao mới hỏi tao ba lừa tao. Mày làm cái gì trời. Thì đấy. Thì đó, tao không biết nè, tao mấy bây giờ thì tao tin rồi. Giờ thì sáng tỏ hết rồi. Tao đa nghi quá mà. Nào quan điếc ơi, mày lên đây một mình thật à? Lên đây một mình là sao? Ý là mày từ dưới quê mà lên đây một mình thật á? Đi chỉ tao một mình. Bị hôn mê từ nhỏ đến giờ, nằm trên giường bệnh. Khi mà tao tỉnh lại, thế thì từ khi mày lên thành phố tới bây giờ ai là người tốt nhất với mày? Anh tao.
Tại sao anh mày chết rồi mà? Thì anh tao là người lo lắng cho tao, người chuyển tao lên đây. Còn... có nghĩa là từ lúc mà anh mày mất tới bây giờ thì ai là người tốt với mày nhất trong thành phố này? Bố mày. Ba tao à? Cái gì đây? Ơi. Mày lên xe đi. Mày đợi tí. Mày làm cái đéo gì đây? Mày đi theo tao đi, mày sẽ biết. Mày yên tâm đi, tao không làm gì mày đâu. Mà tao có một số chuyện muốn hỏi mày nên là tao phải chối tay mày lại. Mày không cảm cho tao nha. Có mày chuyện gì thì cứ nói, mắc mớ gì phải chối tay tao lại thôi. Nhưng mà mày yên tâm đi, tao không làm gì mày đâu. Thế bây giờ tao chối tay mày rồi, mày cũng làm gì được tao đâu, đúng không? Đúng, chắc chắn là như thế rồi, giá sáp đó. Mày biết cái đường này đi vào đâu không? Mà có chuyện gì mới được chứ, tự nhiên mày khóa tay tao rồi mày không... mày muốn hỏi gì mày hỏi đi. Từ từ. Vào đây đi rồi tao sẽ biết cho mày biết chuyện gì. Kéo ra. Bình tĩnh nha. Tao với mày là đang là bạn đấy. Đừng có làm những chuyện điên khùng đấy. Mày đi vô đây đi. Tao vẫn đang đi đây. Để tao hỏi sáng tỏ mọi chuyện hết. Mày quỳ xuống đây đi. Nghe lời tao. Tao có đồ á. Nghe lời tao đi. Tao thương. Ha. Quỳ xuống. Đúng rồi đó. Bây giờ tao hỏi mày. Mày không quỳ à? Mày nói chuyện với tao. Mày thì mày nói. Tao không quỳ trước mặt thằng nào cả. Đừng bắt tao phải làm những điều đó. Muốn nói gì thì nói đi. Đứng đấy. Bây giờ tao nói đơn giản như này. À mà nãy gì ba tao nói với tao gì tao quên mẹ nữa rồi. Nói chung là anh nói tao lấy cái mạng chó của mày thôi đó. Mới phải lấy mạng tao. Không biết. Phải có lý do chứ. Mày nhớ lại xem mày có làm gì không. Mày thử nhớ. Tao không coi. Làm gì hết. Tất cả tao làm việc là tao làm việc cho bố mày thôi. Làm việc cùng với bố mày thôi. Tao làm xong công việc thôi. Như thế hết. Không mà làm một cái công chuyện gì hết cả. Không một cái gì liên quan cả. Nếu mày biết thì mày nói ra đi. Mày phải nói ra tao mới biết chứ. Có nghĩa là như thế này. Anh mày á, thằng Hoàng điên kìa. À. Chứ mày biết ai là giết anh mày không? Thằng Mắt Thâm đúng không? Nhưng mà Mắt Thâm với Hoàng Điếc là nó tạo ra một cái vở kịch để mà nó qua mặt ba ta. Có nghĩa là thằng anh của mày bây giờ lấy một số tiền lớn nó ra nước ngoài rồi. Nhưng mà mày không có biết. Mày đúng đọc không? Tâm thư của anh tao chưa? Tao chưa đọc tâm thư của anh mày. Mày đọc tâm thư của anh tao mày mới biết được chứ. Tự nhiên mà đâu ra mày nói mấy cái câu đó. Đâu ra thông tin ở đây. Hả? Mày đợi tí đi tao. Mày đợi tí. Chở tao về khách sạn tao. Chở tao về chung cư tao lấy cái thâm thư của anh tao cho mày coi. Mày ngồi đấy mày. Rồi đi đâu đi đi. Tao nói rồi. Tao không có vấn đề gì để mà dối. Nói dối bố mày hay là cả mày cả. Tất cả tao làm là việc. Tao được nhận công việc. Và tao làm. Tao trả công việc vậy thôi. Còn về việc anh tao á. Tao đã điều tra ra hết rồi. Anh tao chết rồi. Chứ không, anh tao không có nằm ở nước ngoài hay gì cả. Nếu mà anh tao nằm ở nước ngoài á thì anh tao đã không để lại đồ ở trong cái chung cư của tao rồi. Hiểu không? Thấy anh mày chết rồi chìa khóa đâu mà để mày lên chung cư của anh mày. Cái lúc mà tao về á, tao bảo nè, tao kể cho mày rồi. Cái khúc á. Mày kể đi, tao... tao hỏi anh mày chết ở trong đấy rồi làm sao ra được để mà đưa chìa khóa cho mày hả thằng chó? Mày để tao nói. Lúc mà tao mới tỉnh dậy thì tao gặp một người tên là Mở, tao có kể cho mày rồi. Một người tên là Mở Chu Tùng. Người đó bảo với tao á, là anh tao á, là hy sinh vì cái đồn là chết rồi. Đó, đúng chưa? Tao kể cho mày đó, đúng chưa? Và khi người ta dẫn tao
dẫn tao đi á, dẫn tao qua đồn á để lấy cái đồ, lấy cái căn nghĩa, cước để im đó cho bố mày kể. Rồi mày à mày bố với ai vậy? Mày phải để tao kể, đừng có ngắt lời tao. Con mẹ à mày, Ây nói da. chuyện hẳn hoi vào nha. Mày phải để tao kể, mày đừng có ngắt lời tao thì tao mới kể xong cho mày hiểu được. Mày kể đi. Thì đấy, người ta tới, người ta đưa cho tao căn cước. Đúng chưa? Đưa cho tao căn cước rồi tao lấy cái căn cước đó, tại vì cái tên đó là cái tên của tao và anh tao với tao là sinh đôi, thì không ai biết tao là không có ai biết á là tao là Hoàng Điếc hay là Quang Điếc cả. Anh tao tên Hoàng, tao tên Quang, anh tao lấy tên tao lên đây đi làm đó. Thì khi mà chết rồi á thì tên của cái căn cước đó vẫn là tên của tao. Khi tao lấy cái cầm cái căn cước đó đi lên trên tòa thị chính, xin người ta một cái chìa khóa mới của cái phòng chung cư và trả gấp đôi tiền cho người ta. Khi mà tao về cái phòng anh tao, tôi kiểm tra rồi thì ở trong đó có tâm thư và có đồ của tao ở trong đó. Trong khi đó thì tao mới nhận ra là ở bên đồn nói dối với tao rất là nhiều thứ. Tại cái thằng Chu Tùng đó kể cho tao chuyện là cái chuyện. Cho tao cắt ngang cái được không? Ừ. Ngày xưa là mày học cái lớp vẽ đâu vậy? Tao học lớp vẽ làm gì, tao có tâm thư mà, mày muốn thì tao cho mày coi tâm thư. À, cái nét vẽ của mày là nó cũng hơi đẹp đấy. Mày kéo thêm ba bốn người tới đây đi để mà áp chế tao đi. Tao để tao về chung cư tao lấy tâm thư cho mày coi. Có mà. Bây giờ tao chỉ cần gọi cuộc buộc điện thoại thôi mày đó, mày đỡ đó, Mày đợi gọi tao đi. tí. Mày gọi luôn cả cho bố mày đi. Chắc chắn rồi, nay mày chết chắc rồi con chó à. Mày phải biết tìm hiểu rõ thông tin trước khi mày làm một cái gì đó chứ. Tao không cần biết. Nhưng Dù mà á, tao nói cho mày nghe nè, dù á mà nó có thật sự là câu chuyện mày kể là đúng á, thì cái nhiệm vụ giao cho tao hôm nay mày phải chết là mày phải chết. Tao đéo cần nghe mày giải thích nhiều, tao mày hiểu không chưa? Tao đang nói chuyện với mày á, tại vì mày cũng là một trong những gọi là thằng bạn cũng khá thân với tao giờ gần đây thôi. Còn cái câu chuyện của mày đúng là mày sai, tao đéo cần biết. Nhiệm vụ giao cho tao mày chết là cái mày phải nhiệm chết. vụ của mày của người ta giao cho mày á là bố mày đó. Mày kể Đúng. bây giờ, mày gọi điện thoại để mày kể lại câu chuyện này cho bố mày nghe chứ tao không quan tâm là mày như thế nào. Mày là người nhận nhiệm vụ nhưng mày là con của bố Tao mày. không quan tao kh tao không quan tâm cái câu chuyện của giữa mày và bố tao. Bố tao kêu tao đi giết mày là tao giết Nhưng mày. mà bố Mày mày hiểu hiểu không? lầm tao, bố mày hiểu lầm tao, hiểu không? Tao không có một cái vấn đề gì với bố Mày mày hết. mày hên đấy, mày hên là mày gặp một cái người có tâm giống như tao. Tao giang hồ á, nhưng mà cái tâm tao tốt. Nên là tao sẽ gọi một cuộc điện thoại cho bố tao để tao xác minh lại lần nữa. Mày gọi lại bố mày đi, để bố mày xác nhận chuyện đó đi, chứ đừng có để chuyện đi lung tung như vậy. À, ba tổn ơi, ba chắc chắn là cái thằng quan điếc đi chung với con đúng không? Nhưng mà bây giờ nó lại nói ra một câu chuyện khác nữa, nó không phải như vậy ba tuổi nè. Mày phải kể chi tiết của tao vào đây. Này, con giơ điện thoại cho ba nói chuyện với nó nha. Mày nói trong nhà tao nghe đi. Tao không nghe được. Ba có nghe nó nói không ba? Alo. Bà mẹ nó điện thoại dưới lồn vậy. Ba đợi xíu để con gọi lại ba nha. Mày phải để tao nói chuyện với bố mày chứ không có gì cả. Tao cũng không có chạy đâu, tại vì bây giờ tao chạy tao cũng làm được cái gì đâu. Để cho tao gọi Ok. điện cho bố mày để tao nói chuyện. Không gọi điện, mày đi vô đây. À từ từ để tao gọi ba tao. Ba Tuấn ơi, ba xuống khu 35, nhớ là đi một mình thôi nhé. Ba xuống đây ba mặc một lời với nó này. Rồi con. Nhưng mà ba chắc chắn là thằng Quang Điếc đi chung với con. Ba Tuấn. Ba Tuấn ơi, con muốn nghe lại một lần nữa thôi. Ba chắc chắn là thằng Quang Điếc đi chung với con. Cái gì vậy? Khoan để cái
ba làm, ba giao cho con làm xong rồi đó. Sao? Nhưng mà con thấy buồn quá ba Tuấn ạ. Sao lại buồn? Không biết nữa. Chắc tại vì con thương người. Nhưng mà à, sẽ thấy hậu quả ngay đấy. Đấy, như ba đấy, đặt tình cảm ở sai người đấy, nên bây giờ phải đi giải quyết này. Mình nên để cái xác lên lầu đi. Yeah.